Trên màn ảnh của chúng ta là đội hình ra sân của câu lạc bộ Long An trong trận đấu ngày hôm nay. Ở trong khung gỗ sẽ là thủ thành mang áo số 68 Cao Hoàng Trường Long. Các cầu thủ phía trên gồm có số 5 Lê Thành Phong, số 6 Nguyễn Văn Quý, số 11 Cù Nguyễn Khánh, số 12 Bùi Duy Nam, số 17 Ngô Hoàng Anh, số 30 Nguyễn Văn Thái, số 31 Nguyễn Thành Công, số 36 Phạm Trọng Hóa, số 39 Trần Anh Thi và số 77 Lê Thành Phong. Ở trong khung gỗ sẽ là thủ thành mang áo số 28 Trần Lâm Hào. Các cầu thủ phía trên sẽ là bộ đội trung vệ, bộ đội hậu vệ Nguyễn Thế Dũng mang áo số 2, số 3 Trần Đình Bảo, số 8 Cao Hoàng Minh, số 11 Nguyễn Khánh Duy, số 14 Lê Cảnh Gia Huy, số 19 Nguyễn Thái Quốc Cường, số 20 Nguyễn Cao Kỳ, số 23 Võ Tuấn Phong, số 29 Nguyễn Trọng Bảo và số 77 Lương Thanh Ngọc Lâm. Và như vậy là hiệp 1 trận đấu giữa hai câu lạc bộ Long An và Bà Rịa Vũng Tàu đã được bắt đầu. Các cầu thủ Long An sẽ trên trang phục màu đỏ quen thuộc và bảo vệ khung thành bên tay trái màn hình chúng ta trong hiệp đấu đầu tiên. Cơ hội dứt điểm, bóng đập xa ngang. Đó là một pha bóng đầy bất ngờ. Dứt điểm bằng má ngoài, đúng là như vậy. Một tình huống truy về là rất hay. Một nhịp chạm đầy cảm giác khi đã quan sát được thủ thành đối phương dâng cao và bỏ trống một khoảng không đằng sau lưng rất nhiều. Và như mọi điểm nóng thì đều xuất hiện Đình Bảo dứt điểm từ xa. Cú sút vẫn còn hơi hiền. Đường truyền vào khá sâu và Lâm Hào đã làm tốt khu vực của mình. Hoàng Anh sút xa. Pha ra chân khá quyết đoán của Hoàng Anh. Rất nhanh. Phản công dành cho Bà Rịa Vũng Tàu. Vẫn còn. Dứt điểm. Không vào. Ngọc Lâm là người đã chơi cực kỳ hay. Và đường truyền vào một cái chạm nhẹ đầy tinh tế. Đường truyền hợp lý. Hoàng Anh căng ngang. Sau khi để đối phương uy hiếp không thành thì ngay lập tức các cầu thủ Long An cũng đã có lời đáp trả. Hoàng Anh thêm một đường truyền dài nữa. Dứt điểm. Pha ra chân đầy cảm giác trong một tình huống bất ngờ tấn công bên làng cánh phải. Đường truyền vào, cơ hội. Vừa rồi lại là một pha bóng nữa cho thấy được tốc độ của sức trẻ bên phía Bà Rịa Vũng Tàu đang có phần tốt hơn. Đá bóng vào. Côi. Bóng đi theo đường cong khá khó chịu. Đó là một đường truyền vào đầy ý đồ. Đưa bóng vào. Đánh đầu. Người bật nhảy đánh đầu đó là Khánh Duy. Pha dứt điểm của Thanh Phong. Bên phía Long An cũng đã một lần đưa bóng vào xa ngang. Đó là Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã có cơ hội ở khu vực 50-50 nhưng không thể ghi bàn. Đang là cầu thủ Long An. Tình huống khá lập bập. Vẫn còn. Dứt điểm. Liên tục là những tình huống xử lý có phần chần chừ và suýt chút nữa đã bị trừng phạt bởi các cầu thủ Long An bằng một bàn thắng. Cơ hội dành cho các cầu thủ Long An đáp trống. Dứt điểm đi, không được rồi. Không thể ra chân mà chân trái, Thành Phong phải đưa về chân phải. Đánh đầu. Vào. Phá ghi bàn là của Văn Quý.
một trong cầu thủ ra sân, một trong ba cầu thủ duy nhất của Long An ra sân toàn bộ các trận đấu của họ từ đầu mùa. Và đây là bàn thắng thứ hai của anh trong mùa giải năm nay. Pha đánh đầu xuất sắc, bóng đi đập đất với một hướng đi cực kỳ khó chịu. Đường thả bóng về sau lưng hàng phòng ngự khá hay, cơ hội đến rồi. Bước sang hiệp hai, Lâm Hào đá quá tốt. Ngay sau đó pha tấn công của Bà Rịa Vũng Tàu lại bị dễ dàng hóa giải. Tổ chức lợi thế, đưa bóng vào, dứt điểm, vào, và lại là Thanh Phong, một cái tên quá quen thuộc, một cái tên mà có lẽ các cổ động viên của Long An đều có thể đọc lên trước mỗi trận đấu. Và bây giờ thì đã có bàn thắng đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay, không có lỗi việt vị. Và dứt điểm đầy cảm giác của Thanh Phong. Trước đó là một tình huống tấn công cướp bóng ở khu vực giữa sân đầy hiệu quả của Long An. Chuyền vào. Thêm một chút sức trẻ dành cho Long An ở phía trên. Không được, không có điểm cắt nào được tạo ra bởi các cầu thủ áo xanh. Chuyền bóng vào, chính xác đó là một cú sút ngay, cú sút thẳng đến từ Lê Hoàng Dương. Và xử lý đầy ý đồ của Hoàng Dương. Thời gian không còn nhiều, chiến thắng đang ở rất gần với các cầu thủ Long An. Thêm một đường chuyền vào nữa, dứt điểm, bóng nằm gọn trong tay của Trường Long. Đường chuyền bóng đang là Quốc Lộc, dứt điểm ngay với cột hai. Và như vậy là tiếng còi khép lại trận đấu cũng đã được vang lên. Long An đã có được chiến thắng 2-0 trước Bà Rịa Vũng Tàu. Họ đã trả lại được món nợ mà phải nhận ở trận đấu lượt đi, và một chiến thắng để kéo dài chuỗi trận đấu ấn tượng của mình. Trong giai đoạn gần đây, Long An sẽ tiếp tục trong cuộc đùa để giành lấy một tấm vé thăng hạng ở mùa giải năm sau. Và họ đang có được một chuỗi phong độ cực kỳ tốt, một chiến thắng đầy xứng đáng dành cho Long An trước Bà Rịa Vũng Tàu. Và đến đây thì buổi đường dẫn trực tiếp trận đấu giữa Long An và Bà Rịa Vũng Tàu của FPT Play cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành và quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và gặp lại ở những trận đấu tiếp theo. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.